Chào các bạn, bếp trên phẳng mà có một mặt trên phẳng và một mặt trên nhám thì tôi đã từng giới thiệu tới các bạn rồi. Nhưng đó là phiên bản sử dụng ga. Còn ngay bên cạnh tôi đây là chiếc bếp trên phẳng, nhám, sử dụng điện. Vậy chiếc bếp này có gì đặc biệt? Hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Với chiếc bếp này thì ta sẽ có một mặt trên gồm hai phần, một phần trên phẳng và một phần trên nhám. Với phần trên phẳng, ta có thể làm được các món như là cơm chiên, trứng ốp la hay là rau củ. Còn với phần trên nhám thì rất thích hợp cho các món như là bò bít tết, cá hồi hay là các món Âu, món Á khác. Mặt trên của chiếc bếp này thì nó cực kỳ là dài dặn. Cụ thể thì nó dài lên đến 8mm, cho nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm là khi chiên, các món ăn sẽ không bị cháy do quá nhiệt. Với một cái mặt chiên có kích thước chiều dài khoảng 70cm và chiều rộng khoảng 40cm thì để làm nóng được đều nhất, bếp sẽ được trang bị hai hệ thống gia nhiệt hoạt động hoàn toàn độc lập, tương ứng với hai chiếc núm vặn ở đây. Với mỗi chiếc núm vặn này thì bạn sẽ có thể điều khiển được từ 50 đến 300 độ C. Hơn nữa thì bếp còn được trang bị hệ thống rơ le tự ngắt, nghĩa là khi nào mà khi chiên ấy, bếp vượt quá ngưỡng nhiệt cài đặt sẽ tự động ngắt nguồn điện cấp vào, cực kỳ an toàn và tiết kiệm đúng không ạ? Công suất của chiếc bếp này thì lên đến 4,4kW, vì vậy nó sẽ mang lại một khả năng chiên cực kỳ nhanh và mạnh. Và để lắp đặt chiếc bếp này thì cực kỳ đơn giản thôi. Bạn chỉ cần kết nối dây nguồn của nó với nguồn điện sinh hoạt 220V. Lưu ý, do công suất của chiếc bếp này là khá lớn nên bạn cần chọn loại dây dẫn có tiết diện đủ to, đủ khỏe để quá trình chiên được ổn định nhất nhé. Nếu mà theo nhà sản xuất ấy, thì bạn nên chọn loại dây dẫn có tiết diện tối thiểu là 2 x 2,5mm. Lui về phía bảng điều khiển thì ta sẽ có một chiếc lỗ. Chiếc lỗ này có tác dụng để gom hết mỡ thừa cũng như là cặn, vụn của thức ăn trong quá trình chiên, và nó sẽ thông xuống cái khay ở dưới đây. Bạn có thể dễ dàng nhấc nó ra và mang đi vệ sinh. Bếp được cấu thành 100% từ inox dày dặn, cứng cáp, chống chỉ sét rất tốt, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ bền bỉ của nó, cũng như là rất dễ dàng để vệ sinh sau mỗi lần sử dụng, đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Về kích thước của chiếc bếp này thì nó không quá to, cũng không quá nhỏ để chiếm quá nhiều diện tích trong không gian bếp của các bạn. Cụ thể thì tôi sẽ thể hiện chúng trên màn hình. Tóm lại, với chiếc bếp này, bạn sẽ có thể chế biến được rất nhiều các món ăn khác nhau như là cơm, trứng chiên hay là cá hồi, bít tết. Bếp sử dụng 100% là inox dày dặn, cứng cáp, bền bỉ, đặc biệt là dễ dàng vệ sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn bạn thấy sao về chiếc bếp này? Nó có phù hợp với nhu cầu của mình hay không? Nếu có, thì hãy liên hệ ngay tới số điện thoại 0896905905 hoặc truy cập website maythailong.com để được tư vấn cụ thể nhất. Cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Máy Thái Long để đón chờ các sản phẩm bếp chiên tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.